Hello, xin mến chào tất cả anh em. Anh em đang nghe trên những dòng loa Colum đây. Và đánh với một chiếc xúc kép đằng sau anh em nhá. Đây là chất âm mà anh em đang nghe. Và ngày hôm nay thì em vừa bóc hộp ra và test một sản phẩm đôi loa này luôn cho một bác khách anh em nhá. Bác này thì cũng cọc trước cho bên em đó là 500.000 đồng rồi. Bác ở Long An anh em nhá. Đấy, những cặp loa này thì luôn luôn hot. Và nói thật với tất cả anh em, chất âm của nó rất là hay. Độ phủ, độ phóng nó cực kỳ tốt anh em nhá. Dòng loa cột Colum thì nó rất là nhỏ gọn thôi. Dòng này thì vừa có hàng về lên video và bác khách thấy ok, thấy hay, thấy chất là bác chốt luôn cặp loa này rồi. Và cặp loa này thì giá hiện tại đó là 10 triệu anh em nhá. Xin lỗi, giá hiện tại là 10 triệu đồng anh em nhá. 10 triệu đồng trên một cặp. Hàng thì toàn hàng mới thôi. Nói rõ tất cả anh em luôn, hàng mới chính hãng, thương hiệu của lưới cao tích CX 4.5 anh em nhá. Ok chưa? Lưới acoustic anh em thể thấy. Cặp loa này thì hôm trước có hàng về thì em đã soi mói, mở ruột gan nội thất quá là kỹ cho anh em rồi. Đấy, nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất là mê ly anh em, nhìn cái lớp sơn của nó này. Đấy, nhìn cái lớp sơn của nó thì quá là xịn xò rồi. Đấy, ok chưa? Sang chiếc bên này đây, anh em thấy nghe rồi, thấy luôn. Đấy, quá đẹp. Và con này thì với những ốc bắt của nó thì bắt được đa dạng, bắt được rất nhiều những cái phương thức bắt. Anh em có thể bắt ngang này, hoặc anh em có thể bắt đứng này. Ok chưa? Nó đều có những cái ốc chờ sẵn cho anh em để có thể bắt. Đấy, trên đây này, rất nhiều ốc luôn anh em nhá. Đấy, con này thì anh em nhìn nó quá đẹp rồi, đúng không ạ? Chất âm của nó thì quá khỏe, quá hay rồi. Không có gì để bàn cãi về những dòng loa Colum này cả. Và những dòng này ấy, thì anh em lên lưu ý là giải tần của nó thì đáp ứng từ 90Hz. Đây, 90Hz đến 20kHz và công suất sẽ là 200W. Thì với những cái giải tần từ 90Hz trở lên này thì dưới 90Hz thì bắt buộc anh em phải thêm súp vào thì nó mới chiến được anh em nhé. Bắt buộc 100%. Đánh với những dòng này thì phải có súp luôn. Đấy, anh em nhìn nó nhỏ gọn đúng không ạ? Đây, nó đang giã đây anh em nhé. Đấy, nó đang giã đây. Ok chưa? Đây, nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể chống lên với những cặp loa súp 40 hoặc súp 50 hoặc súp kép. Nhìn chống lên nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang luôn anh em nhé. Đấy, anh em để trong phòng gia đình thì miễn bản luôn. Hay không ạ? Quá ok. Dòng này thì sử dụng 4 bát và một chiếc là chiếc neo. Anh em cũng có thể lên YouTube, anh em gõ CX4.5 Xuân Tuấn Audio để anh em xem các video về cái nội thất con này. Em đã mở cái cho anh em xem cái củ bát và xem cái chiếc của nó như thế nào rồi. Củ bát nó từ rất là dày luôn anh em nhé. Từ rất dày và chiếc nó rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ, cực kỳ nhẹ. Nhưng ở cái độ phóng, độ phủ, cái họng kèn của nó thì chấm hết luôn, miễn bàn luôn. 4 bát anh em nhé, 4 bát một chiếc. Dòng này dù anh em ghép thêm súp, anh em nghe nhạc vàng, nhạc remix thì trong gia đình thì miễn chê luôn. Với cái điều kiện anh em còn đánh được cả ngoài trời luôn anh em nhé. Với điều kiện anh em đánh được cả ngoài trời luôn. Một chiếc Colum này đi với một chiếc súp kép thì một cặp Colum này phải đi với một cặp súp kép luôn. Nếu anh em đánh ngoài trời thì như vậy thì anh em biết được cái độ phủ, độ phóng, độ chất của nó như nào rồi đúng không ạ? Đây, lại gần cho anh em xem. Đẹp, nét căng luôn anh em nhá. Thế căng rồi, quá đẹp luôn. Đang đánh trực tiếp đây. Đấy, CX4.5 miễn bàn, miễn chê luôn. Quá ổn áp. 10 triệu một cặp. Quá hay, gọi là quá quá đỉnh luôn anh em nhé. Ok, thì rất cảm ơn bác khách này cũng đã đặt đôi loa Colum đầu tiên này của cửa hàng bên em luôn anh em nhé. Vừa có hàng về lên video cái hôm sau bác đặt luôn, quá kinh khủng luôn, chốt hạ quá nhanh luôn anh em nhé. Bác thì cọc trước cho bên em đó là 1 triệu đồng rồi để bác lấy cặp loa Colum này. Đấy, anh em nhìn nó có đẹp mướt mát không? Quá ok, xịn sò. Ok, thì bây giờ sẽ test đóng hàng và gửi hàng cho bác thôi.
cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhá. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip vào sau anh em nhá. Ok, gặp loa qua luôn.